rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Dạ cảm ơn. Dạ. Không nhận ra tao sao? Mình về sẽ không báo em biết để em chuẩn bị. Mày chuẩn bị cái gì? Để mày báo cho thằng bồ mày đừng có bén mảng tới đây nữa hả? Em không có. Nếu có thì mày sống được với tao chắc. Tao có hẹn với mấy thằng đàn em nhậu ở đây. Nhớ làm mồi cho ngon ngon vô. Dạ. Mẹ kiếp, tao đã về đây rồi, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời tao. Hiểu chưa? Dạ.